Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, thì hôm nay chúng em lại về được rất nhiều dây loa. Đó, thì đây là chúng em đang có những cái loại dây loa ha. Đây là dây 6 nõi bác nhé. Đó, dây 6 nõi rất là nhỏ, sợi rất nhỏ luôn. Đúng không? Nó chỉ to bằng đầu ngón trỏ em thôi. Đó. Và dây này là dây sợi màu tím, nhìn rất là đặc trưng, nhìn rất đẹp. Đúng không ạ? Và em sẽ tiến hành là bóc một đoạn đầu ra cho toàn thể các bác và anh em cùng xem bên trong nõi của nó như thế nào. Và những cái dây loa bên em đang có thì từ 2 cho đến 10 nõi. Từ 2 cho đến 10 nõi nhé. Và dây bãi, dây mới có hết. Các bác chỉ cần thích dây nào. Đó, thì bên em sẽ cung cấp cho các bác loại dây đó. Có lưu ý là từ 2 đến 10 nõi. Đó. Làm âm thanh gia đình, âm thanh sự kiện đều được. Đó, và các bác để biết thêm cái thông tin là nên dùng dây loa loại nào để ghép với loa thì cũng cứ điện đến bên em thì bên em sẽ tư vấn. Và đây thì chúng em đã bóc ra cho các bác này. Ở bên trong nó thì các bác có thể thấy là một cái lớp ni lông bó những cái sợi dây loa này với nhau. Đó. Lớp ni lông này là bó những sợi dây loa với nhau này. Đó. Đây là vỏ không đó. Còn trong cái nõi này đó thì chúng ta sẽ chia ra được 6 sợi đó. 6 sợi này thì các bác có thể sử dụng được 3 cặp loa. Còn dây bên em là dây nõi đồng nhé, dây nõi đồng hàng siêu chất luôn ạ. Đây, bóc vào cho các bác này, bóc luôn cho các bác xem này đó, dây nõi đồng sợi rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn ạ. Khi các bác mua về thì chúng em cũng khuyến khích là các bác nên test hàng, kiểm tra hàng, test hàng thì mới phải thanh toán nhé. Chưa ạ? Sợi rất đẹp luôn ạ. Sau nó thì các bác dùng 3 cặp loa thì rất là dễ rồi, chúng ta chỉ cần duy nhất một sợi này. Đấy, mỗi một vế là chúng ta chạy 3 chiếc, 2 vế là 6 chiếc là 3 cặp. Và cái dây ni lông này nó ở giữa là nó giúp cho các bác nó có thể cách nhiệt ra này. Cách nhiệt, ví dụ như là 6 cái sợi này nó bó lại với nhau. Nếu như xảy ra sự cố về chập cháy thì cái nguồn điện này nó sẽ 6 cái sợi này nó sẽ rất là nóng và nó sẽ gây ra hiện tượng cháy dây. Đó, thế nên là người ta đã cho thêm cái sợi này, ni lông này ở giữa để cho nó có thể cách 6 sợi ra, nó thưa nhau ra. Đó, khi xảy ra hiện tượng chập thì chúng ta không lo bị cháy dây. Và nõi của nó là nõi 1.5, 6 x 1.5. đó, những cái dây này thì cho những cái giải ra rất là hay, ba giải đều nhau nhé. Các bác mà dùng những cái dòng nó full 30, 40, dùng những cái dây này thì giải rất là đều, tiếng rất là hay luôn ạ. Tiếng cực kỳ hay, nó không bị thối, nó không bị tối tiếng, tiếng nó thoát, tiếng không bị tối. Và đặc biệt là các bác dùng thì không sợ bị thối dây với những cái dây nội đồng này. Yên tâm, không sợ bị thối. Đó, nó có 6 màu để các bác có thể đấu hai đầu. Màu trắng này, màu nâu, màu ghi, màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Đó thì đầu A thì các bác đấu màu gì thì đấu B các bác đấu như vậy. Đó, chúng ta không bị nhầm dây nhé. Và các cái sợi này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Các bác quan tâm thì để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822, bên em sẽ hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.